chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong đêm qua và sáng nay, mặc dù khối không khí lạnh chi phối toàn bộ các tỉnh miền Bắc nước ta đã có cường độ ổn định, nhưng do ảnh hưởng kết hợp của dòng xiết trong đới gió Tây trên cao, nên tại các tỉnh thành phía Bắc trời vẫn còn nhiều mây, khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực Nam Đồng Bằng còn có mưa và mưa rào rải rác. Nền nhiệt trong ngày tiếp tục duy trì ở mức thấp, trời rét với mức nhiệt độ thấp nhất vào đêm và chỉ khoảng từ 15 đến 17 độ. Vùng núi cao nền nhiệt độ còn giảm từ 10 đến 12 độ. Nhiệt độ cao nhất vào trưa ngày hôm qua cũng chỉ lên tới mức là từ 18 cho đến 20 độ. Không khí lạnh ổn định dần, mưa ở miền Trung cũng giảm về lượng nhưng vẫn duy trì ở mức độ mưa rào ở diện rải rác. Ở phần phía Bắc thì nền nhiệt độ tăng nhẹ lên khoảng 1 độ nhưng vẫn duy trì trời rét với nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng là 19 đến 21 độ ở các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế. Phần phía Nam, khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận ít mưa, ngày có nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất vào trưa và chiều ở khu vực này lên mức là từ 28 cho đến 30 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ thì thời tiết ổn định, phổ biến ít mưa, ngày trời khô ráo và có nắng. Dự báo trong ngày hôm nay thì khối không khí lạnh sẽ được tăng cường trở lại. Tuy nhiên đợt tăng cường lần này khá yếu nên sẽ không gây biến đổi gì nhiều với thời tiết. Trên cao thì dòng xiết trong đới gió Tây sẽ yếu dần, do vậy mà mưa tại các tỉnh Bắc Bộ sẽ giảm hẳn, chỉ còn mưa ở vài nơi. Riêng khu vực phía Tây Bắc Bộ thì vào ngày mai còn có mưa và mưa nhỏ rải rác vào đêm và sáng, tập trung chủ yếu ở các khu vực là Điện Biên, Sơn La. Cũng từ ngày mai thì nền nhiệt bắt đầu tăng dần nhưng mức độ tăng còn chậm. Trời vẫn rét với nhiệt độ thấp nhất chỉ vào khoảng từ 17 đến 19 độ ở vùng đồng bằng và 15 đến 17 độ ở vùng núi. Đến trưa và chiều nhiệt độ có tăng nhưng cũng chỉ tăng lên mức từ 23 đến 24 độ. Sang ngày thứ 6 và ngày thứ 7 của tuần này thì khối không khí lạnh sẽ suy yếu và di chuyển ra phía đông. Nền nhiệt sẽ tăng nhanh, ban ngày trời hửng nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày có thể lên mức là từ 27 đến 29 độ, trời ấm áp hơn rất nhiều. Tại các tỉnh Bắc Trung Bộ thì trời vẫn còn nhiều mây nhưng mưa chỉ xuất hiện ở vài nơi với lượng không nhiều nên nhiệt độ tăng nhẹ nhưng vẫn duy trì ở mức từ 24 đến 25 độ. Sau đó thì từ thứ 6, mưa ở khu vực miền Trung sẽ giảm hẳn, ngày xuất hiện nắng trở lại và nền nhiệt tăng dần và nhiệt độ cao nhất tại các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế cũng tăng lên mức từ 27 đến 29 độ. Khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn là những khu vực có thời tiết tốt nhất trên cả nước. Trong khoảng 3 ngày sắp tới, thời tiết chưa có gì biến động và ổn định theo kiểu mây thay đổi, có mưa ở vài nơi, ngày nắng. Sau đây là phần dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước trong 3 ngày tới. Khu vực phía Tây Bắc Bộ vào ngày 29 thì trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa và mưa nhỏ rải rác, trời rét. Ngày 30 tháng 11 và ngày 1 tháng 12, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi nên nhiệt độ tăng dần, nhiệt độ cao nhất lên mức là từ 26 đến 28 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ vào ngày 29 thì trời vẫn còn nhiều mây, có mưa vài nơi, trời vẫn duy trì rét. Sang đến ngày 30 tháng 11 và ngày 1 tháng 12, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời hửng nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày lên mức là từ 27 cho đến 29 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, vào ngày 29 thì trời nhiều mây, có mưa vài nơi, nhiệt độ cũng tăng từ 2 cho đến 3 độ, nhiệt độ cao nhất trong ngày lên mức là từ 24 đến 25 độ. Sang đến ngày 30 tháng 11 và ngày 1 tháng 12, đêm và sáng nhiều mây, ít mưa, trưa chiều trời nắng nên nhiệt độ tiếp tục tăng thêm, nhiệt độ cao nhất tăng lên mức là từ 27 cho đến 29 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày 29 đến hết ngày 1 tháng 12, mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến là từ 30 cho đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên trong 3 ngày tới, thời tiết duy trì kiểu nhiều mây, thay đổi, phổ biến ít mưa, ngày nắng, biên độ nhiệt ngày đêm từ 18 cho đến 30 độ, riêng ở Đà Lạt là từ 16 cho đến 25 độ. Khu vực Nam Bộ 3 ngày tới thì thời tiết ổn định ở dạng mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, biên độ nhiệt ngày đêm thường dao động trong khoảng từ 24 cho đến 33 độ. Khu vực Biển Đông 3 ngày tới, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa thì gió tiếp tục giảm, chỉ còn duy trì theo hướng gió Đông Bắc mạnh cấp 4, cấp 5, trời phổ biến là tạnh giáo và ít mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, sóng biển cao dưới 2,5 m. Trong khi đó thì khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm quần đảo Trường Sa sẽ có gió Đông hoạt động yếu chỉ ở mức cấp 4, mưa dông xảy ra rải rác tại khu vực phía Nam làm tầm nhìn giảm thấp từ 4 đến 10 km trong mưa và sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m. Như vậy là 3 ngày sắp tới do không khí lạnh suy yếu và di chuyển ra phía đông nên thời tiết tại các khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, thời tiết có xu hướng tốt dần nên nhiệt độ tăng, trời ấm áp hơn. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết ít biến đổi và duy trì kiểu mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Bản tin dự báo thời tiết trưa nay xin được dừng lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại!